Tôi đi làm công trình đường hoa Tết dưới Thanh Hóa rồi. Cảm ơn cậu đã có lòng tìm giúp người sản xuất hậu duệ cho tôi. Thôi thì cậu giữ lấy mà dùng đi nhá. Này 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 này, cậu nói vậy là sai rồi. Cuộc đời tôi ấy, đi kiếm người yêu, tiêu chuẩn không cao đâu. Tôi chỉ đúng hai nguyên tắc thôi. Thứ nhất, người có người yêu rồi thì tôi không động đến, bởi vì làm như vậy là thất đức. Thứ hai, người không có người yêu tôi cũng không động đến, bởi vì người khác không cần thì tôi cũng không cần. Cái quân ác nhân này, có tiền mua xe mà không có tiền mua ý thức à? Cái đường này là đường làng chứ không phải là đường đua đâu mà mày cứ chạy vèo vèo như thế hả? Muốn đi gặp ông bà ông vả hả? Ôi trời ơi, Ui, cô ơi, cô có làm sao không? Ui trời ơi, lại còn hỏi là có làm sao không à? Thế bây giờ nhá, tôi lấy cái xe của anh tôi đâm để xem cảm giác của anh thế nào nhá. Hỏi vớ va vớ vẩn, đền tiền đi. Thôi được rồi, chuyện đền tính sau đi. Bây giờ tôi phải đưa cô vào bệnh viện để kiểm tra trước đã. Thế là ý gì hả? Bây giờ anh bắt tôi vào viện khám để kiểm tra xem tôi có bị làm sao không thì anh mới đền đúng không? Hả? Hả? Ôi trời ơi, làng xóm ơi, làng nước ơi, ra đây mà xem này. Cái con người này nó đâm vào tôi nhưng mà nó không chịu đền tiền, nó cứ vu vạ cho tôi đây này, làng nước ơi. Không, không, không. Thật ra ý tôi không phải là như thế, mà là... Mà là cái gì? Không phải như thế thì đền tiền đi, tóm lại là đền tiền đi. Thôi được rồi, tôi sẽ đền nhưng mà cô phải đồng ý cho tôi đưa cô vào bệnh viện để kiểm tra nhá. 10 triệu. Hả? Đưa cho tôi 10 triệu, tôi tự biết là tôi phải làm cái gì nhá. Nhưng mà tôi nhìn cô đâu đến nỗi bị đến mức nào đâu. Thế là ý gì hả? Ý là tôi ăn vạ đấy à? Anh không nhìn thấy đồ đạc của tôi rơi vãi hết cả xung quanh ra đây. Còn cái xe này nữa thì không phải sửa à? Nhưng mà tất cả những thứ này làm gì mà đến 10 triệu? À, thế là định không đền đúng không? Rồi nhá, để xem có vượt qua khỏi 500 anh em của tao không. Không đền à? Ê, chị, thôi, được rồi, tôi đền, tôi là từ xứ khác đến đây, tôi làm ăn ở đây thôi, nên là tôi cũng không muốn dây dưa gì đến mấy kiểu người giang hồ như mấy người đâu. Đền thì đền. Trời ơi, có con ma nào mà người lại ấm thế này không? Nhìn kỹ lại đi. Tại vì trời sập tối quá, cô lại còn mặc đồ trắng thế này, tóc tai cứ lòa xòa ra như thế thì ai mà chả tưởng là ma, chả sợ. Hả? À, cô bạn gia sư thời đại học của tôi đây mà. Lan Anh, sao cậu lại ở đây? Ngồi đây không phải là để chứng kiến cái cảnh gặp gỡ của hai người đâu nhá. Có đền tiền thì đền nhanh lên để tôi còn đi. Này, tiền của cậu giấy lộn hay sao mà cậu phung phí vậy? Nhưng mà cô ta... Cứ để đấy cho tôi. Cô này, ngày hôm nay đẹp trời cô nhở? Tôi vừa đứng ở đây tôi ngắm trời, ngắm đất, ngắm mây, rồi tôi ngắm cỏ cây hoa lá, nên tôi cảm thấy quê hương của mình đẹp quá. Cho nên là tôi tiện tay tôi cầm cái máy điện thoại để lên. Thế là tôi có quay xung quanh cảnh vật ở nơi đây. Và không may cô lại lọt vào khung hình của tôi. Thế là tôi đã quay được toàn bộ mọi việc mà cô bày ra rồi. Xin lỗi cô nhá. Thế hóa ra là cô ta không phải là do tôi đâm à? Không những không đâm nhá, mà ngay cả chạm thôi còn chưa cả chạm vào. Cậu có biết là khi mà cậu đang bước xuống xe thì cô ta tranh thủ kéo chiếc xe đạp này của cô ta gần chiếc xe của cậu để tạo nên hiện trường giả thôi. Này, cái con nửa người nửa ma kia hả? Tao ăn hết của ba đời nhà mày đấy à? Hả? Mà hôm nay mày phá tao như thế? Này, nếu mà chị không muốn bị tôi tống chị lên phường cùng với cái đoạn clip này nhá, thì khôn một biến đi. Này, đồ cái thứ mẹ trai nhá, ngày hôm nay tao nói cho mày tỉnh ngộ ra luôn nhá. Riêng cái ve chó của mày trên mặt kia kìa, cái trên mặt xấu ma chê quỷ hồn của mày ấy, đến tao là phụ nữ tao còn không mê được, huống chi là cái thằng này. Mày liệu hồn đấy, không cẩn thận á, nó thả cho mày cái bầu rồi á, nó quất ngựa truy phong lúc đấy mà chạy nhá. À, rồi, bây giờ nhá, muốn lăng mạ người khác, muốn xúc phạm người khác đúng không? Bây giờ muốn thêm tội đúng không? Xúc phạm tiếp đi, to mồm tiếp đi.
Cậu đúng là dễ bị lừa thật đấy. Cảm ơn cậu đã đưa tôi về. Tôi về nhá. Này, học lực của cậu tốt như vậy, tại sao cậu không chọn làm việc trên thành phố mà cậu lại chọn về quê làm công việc đồng áng này? Thì cậu nghĩ với cái ngoại hình này thì tôi có thể bon chen ở trên thành phố được à? Cũng có những công ty tuyển dụng không phải là vì ngoại hình mà. Cậu phải tự tin với tấm bằng luật loại ưu của mình chứ. Phải, tôi đã từng mơ mộng như vậy, cho nên mới cố gắng đu càng bám trụ ở trên thành phố tận 2 năm. Nhưng rồi sao? Về quê không? Xong rồi sao? Xong rồi nản chí, thất vọng, rồi lại về quê cắm câu à? À mà này, nếu mà có gặp rắc rối trong thời gian làm việc ở đây thì cậu cứ gọi điện cho tôi nhá. Đừng để người ta lừa như vừa rồi. Cảm ơn cậu chuyện hôm nay nhá. Có cái gì mà mày tức hả? Thua keo này, ta bày keo khác, đúng không? Đời nhiều hướng để kiếm tiền cơ mà. Nhưng mà tao tức, cái con nai đấy nó đang rút ví ra rồi, tiền chuẩn bị cầm đến tay rồi thì cái con ve chó kia này đấy nó phá đám. Mà lòng này cay cay rồi. Này, ông phải là đồng bọn với tôi không đấy mà ngồi đấy mà hát xỉa sói. Bởi vậy mới nói, cái ngữ đàn bà con gái các bà ấy, không bao giờ làm được việc lớn, hiểu không? Mới có tí chuyện đã bị sốc tinh thần thế này thì... Thế tôi hỏi ông, tháng vừa rồi ấy, ông thu về cho nhóm được bao nhiêu tiền mà ngồi đấy mà khè? Tôi nói cho ông biết nhá, đây ý là rượu nếp chứ không phải rượu rắn đâu mà khè. Phàm trong cuộc sống ấy, mọi thứ mình làm được đều phải phụ thuộc vào cái gọi là thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Cái nghề bất hảo của mình nó cũng như thế. Tháng trước thất thu ấy, chưa chắc tháng này tao đã như thế đâu. Này. Gì? Có muốn lấy lại những gì mình đã mất không? Lấy lại cái kiểu gì? Con nhỏ đấy ấy, nghèo kiết xác ra. Theo bà, 10 triệu quan trọng hơn hay danh dự quan trọng hơn? Ý ông là sao? Làm gì mà anh cứ đổ tội cho tôi thế nhở? Mày đứng loanh quanh ở đây thì chẳng là ăn trộm xe chứ còn làm gì nữa. Ăn trộm làm gì cái xe cà tàng này, anh nghĩ tôi cần chắc. Này này này, hai người làm gì trước xe nhà tôi vậy? Đây là xe của cô à? Ờ, đây là xe của tôi. À không, xe của bố tôi. Nhưng mà có chuyện gì à? Lúc nay tôi đi ngang qua, thấy có người có hành động mờ ám với xe của cô, cho nên mới đến đây để kiểm tra. Cô đến đây rồi thì may quá. Cô kiểm tra lại xe xem có mất phụ tùng gì không. Này, tôi đã nói là tôi chỉ thấy tò mò, thế nên là lại gần nó để xem thôi. Chứ tôi ăn trộm cái gì cái xe này. Thôi, kiểm tra thế là được rồi. Cũng may là cô chưa thó được món đồ nào. Tôi nói cho cô biết nhá, tôi là tôi biết cô đấy. Tôi cứ tưởng là ngày hôm qua cô dựng lên màn kịch như vậy, cô lừa bạn tôi thôi. Không ngờ cô là thành phần bất hảo, lại còn dở trò ăn trộm ăn cướp nữa. Cái ve chó của mày ấy, không muốn nhận ra thì cũng phải nhận ra. Chúng mày cứ liệu hồn tao đấy. Đồ ôn thần. Okay. Cảm ơn anh. Cảm ơn anh đã giúp tôi trông xe, không thì chị ta phá xe của tôi rồi. Có gây thù chuốc oán gì với cô ta à? Không, chỉ là tôi làm việc tương tự giống như anh sáng nay thôi. Làm mất chén cơm của chị ta, cho nên chị ta mới sinh hận. Mà tôi bảo nhá, lần sau anh đi ra ngoài đường ấy, anh phải tuyệt đối cẩn thận vào. Cô vừa đi làm đồng về à? Dạ vâng. Thế cô cho tôi đi làm cùng với cô được không? Cái gì? Anh muốn đi làm đồng với tôi? Với cái bộ đồ sang trọng này á? Ừ. Tôi chưa được làm đồng bao giờ, cho nên rất muốn được trải nghiệm. Cô cho tôi đi cùng nhá. Thế anh không phải người làng này à? Ừ. Tôi với gia đình mới chuyển về đây sống. Tôi cũng chưa làm đồng bao giờ cả, cho nên rất là tò mò. Cô giúp tôi nhá. Ok. Nếu như anh mà không ngại cực khổ thì anh cứ đi theo tôi. Tôi tên Cao. Tôi là Lan Anh. Đã ký dấu, đóng tên rồi nhá. Từ giờ cô không được từ chối làm bạn tôi đâu đấy. Ừ. Anh...
anh đồng ý làm bạn với một người xấu xí như tôi á? Từ khi nào mà người xấu lại không được có bạn vậy? Với cả Lai anh đâu có xấu đâu. Đối với tôi ấy, vẻ đẹp không phải ở bên ngoài mà là tiềm ẩn ở bên trong ấy. Và Lan Anh là người như thế. Anh đúng là khéo nói chuyện thật đấy. Đi. Để tôi cầm giúp cho. Đi. Cảm ơn anh. Làm sao đây? Thế bây giờ gọi tôi ra đây để nhìn tôi từ giờ đến lúc đi về à? Có chuyện gì thì cậu cứ nói đi cho nào. Cậu đang yêu đúng không? Cậu đã biết gì về anh ta chưa mà yêu? Cậu nói như vậy là sao? Ý của cậu, Cao không yêu tôi thật lòng à? Đúng. Cơ sở nào mà cậu nhận định như vậy? À, hay là bây giờ cậu nghĩ là tôi xấu xí, cho nên tôi không xứng đáng có được người yêu, cho nên tất cả những người đàn ông mà đến với tôi đều là những người không bình thường. Trong mắt tôi, cậu chưa bao giờ xấu. Điều tôi đang nhận định là khách quan. Chỉ mới vài ngày trước khi gặp lại cậu, tôi hỏi thăm thì cậu nói rằng cậu chưa có người yêu. Nhưng chỉ sau vài ngày, tôi đã thấy cậu vui vẻ thân mật với anh ta ở trên đồng rồi. Thì làm sao? Có gì bất hợp pháp không? Xưa nay cậu vốn tự ti với khuyết điểm của mình. Cậu luôn dựng bức tường với tất cả mọi người. Vậy mà chỉ sau vài ngày, anh ta có thể thu phục cậu thần tốc như vậy. Quả là một người không hề đơn giản chút nào. Là do cậu đề cao tôi quá thôi. Sớm ý, là tôi đã cảm mến Cao rồi. Từ một con vịt xấu xí trong mắt của mọi người, bây giờ tôi bông hóa trở thành thiên nga trong mắt của anh ấy. Bây giờ có một người yêu yêu thương mình, không kỳ thị mình, thì bây giờ tôi còn muốn điều gì hơn nữa? Anh ta yêu cậu vì điều gì? Cậu nói như vậy là có ý gì? Một người chỉ gặp gỡ được 3 ngày, biết còn chưa được bao nhiêu, nói gì đến chuyện hiểu, bây giờ lại còn yêu nữa. Nói thật với cậu, con trai bọn tôi ấy, đúng thật sự là yêu bằng mắt trước rồi mới tìm hiểu đến nội tâm sau.
Cho nên người này tôi không tin tưởng được. Thì tôi cũng đã bảo là tôi sẽ mua muội trong tình yêu này đâu. Giữa tôi và Cao vẫn còn đang tìm hiểu nhau mà. Nghi vấn trùng trùng như vậy mà cậu vẫn quyết định bên cạnh anh ta hay sao? Thì tôi chẳng có gì để cho anh ấy phải lợi dụng cả. Đẹp thì có đẹp đấy. Nhưng mới tí tuổi đầu mà đã uốn éo nhảy sexy gợi dục thế này thì mất hết cả thiện cả. Đấy, ông anh có cái gì hay ho ấy, chia sẻ cho xem với. Đây, này, ông nhìn này. Đấy, tôi nói có sai đâu, đúng không? Rồi, ông anh làm sao ấy, ông cổ hủ vừa đấy. Con bé nhìn nhảy dễ thương thế này cơ mà. Ừ thì đúng là như thế, cũng nhí nhảnh dễ thương. Thế nhưng mà con bé này nó uốn éo gợi cảm ấy, không đúng lứa tuổi của nó, hiểu không? Này, tôi hỏi ông anh nhá. Một cành hoa đẹp, nó bất động, với cả một cành hoa lả lướt trước gió, ông anh thích cái nào hơn? Xem ra là ông anh là thích gu kiểu cô bé này đúng không? Không phải. Tôi thích cái đẹp, nhưng mà tôi có nguyên tắc của tôi, đúng không? Tôi không bộc phát tình cảm với cả gái tin, không ném mình vào gái ế. Cho nên ấy, cái những cái kiểu con gái như này ấy, tôi chỉ để ngắm thôi. Này, nghe ông anh nói, tự nhiên tôi lại nghĩ đến cái con bé mà nó có cái nốt ruồi ve chó ở đây này. Nó là người ở làng đấy. Ông anh biết nó không? Cái con bé trưng vô diện đấy thì ai mà chẳng biết. Mà rồi sao? Thế bây giờ như này nhá, ai cũng nghĩ như ông anh, cũng có những cái nguyên tắc yêu như ông anh, thế thì tự hỏi là cái cửa lấy chồng của con bé đấy hết rồi còn gì nữa. À, thế mà tôi lại nghe nói con bé đấy nó đang yêu đấy. Nó đang ngập chìm trong cái câu chuyện cổ tích của riêng nó, có tên là Người Đẹp và Quái Vật đấy. Thế nên không phải là đẹp được gì nữa. Mày nói là thời cơ đã đến là sao? Đến bây giờ mà mày vẫn chưa hiểu ý định ta phục thù cho mày là như thế nào à? Não đúng là như quả nho mà. Này! Con nhỏ đấy, nó đã mê mẩn tao rồi. Cho nên ấy, tao đã bịa lý do để không gặp nó trong vòng 2 tuần để tăng độ nhớ nhung đấy. Cái gì vậy? Mày không biết là khi một con người vượt quá cái sự chịu đựng của cái việc nhớ nhung ấy, thì người con gái sẽ luôn mắc bẫy khi gặp lại người thương không? Ôi, mày có nói được không? Mày không nói được thì mày câm cái mõm lại, chứ nói thì phải cho người ta hiểu chứ. Phải như thế thì mới kích thích được cho mày chứ, đúng không? Nghe này, sau 2 tuần, tao sẽ hẹn nó ra một nơi hoang vắng để mà tình tứ với nhau. Với một cái tâm thế một thời gian dài không gặp người thương của mình ấy, thì chắc chắn khi nó gặp lại tao, nó sẽ không giữ gì nữa đâu. Này, đừng bảo với tao là mày định chơi tới bến với con nhỏ đấy nhá. Trừ khi là nó đắp cái mặt nạ tê thi lên mặt, thì may ra tao còn nghĩ lại nhá. Tao ấy chỉ xàm sợ nó một tí thôi, để lúc đấy mày dẫn người làng đến chứng kiến cái cảnh mà vợ mình ghen chồng, hiểu không? Đến lúc đấy ấy, tao chỉ cần đổ hết tội lỗi cho nó là nó đã van nài và dâng hiến cho tao. Xấu đến nỗi mà tình cho biếu không? Đến lúc đấy ấy, bị người làng châm biếm, mất mặt, chắc chắn là nó sẽ phải bỏ xứ mà đi thôi. Và chúng ta sẽ không có ai cản đường là cực lớn nữa rồi. Mày đúng là gia cát lượng đấy Cao ạ. Mày thông minh hơn một tí rồi đấy. À, 2 tuần rồi không gặp, em có nhớ anh không? Nhớ ạ. Anh. Ừ. Anh muốn làm gì thế ạ? À,
Anh thấy em đi từ nãy giờ đeo khẩu trang chắc cũng khó chịu lắm đúng không? Anh chỉ muốn giúp em tháo khẩu trang xuống thôi mà. À, tại vì vết thương trên mặt của em nó vừa mới lành, cho nên em cần phải đeo khẩu trang để tránh ánh nắng mặt trời. Anh đừng có tháo ra nhá. À, được rồi, không tháo thì không tháo. À, em ơi, em không còn tìm vàng trong này này. Đây, 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 đúng không? Ừ, đây, đây, đây. Ôi, làm nước ơi, hôm nay tao bắt được tận tay dây tận chán rồi nhá. Hả? Cái thằng chồng này, nhan sắc của tao như thế này mà mày vứt xó, nhan sắc của nó như thế kia mà mày lại thèm là sao hả? Rồi ơi, làm nước ơi, vào đây mà xem này, rồi ơi, xem nào cái mặt mụn ruồi như thế này. Anh Cao, chuyện này là sao? Lan Anh ơi, em bình tĩnh nghe anh giải thích đã. Chuyện này là do cái con bé Tú Linh này, nó thù ghét với em cho nên là nó đổ vạ cho em thôi. Chứ anh với nó có phải là vợ chồng gì đâu mà nói ra bắt vạ. Này này, mày lật lọng với tao đây à hả? Cái kế hoạch bôi nhọ thanh danh này là do mày nghĩ ra cơ mà. Này ba bị giở hơi à? Vợ chồng chứ không phải. Vấn đề gì mà tự nhiên tôi lại phải đi bôi nhọ thanh danh của Lan Anh? Chào người anh em. Nhớ cho tôi chứ. Cậu thấy cái việc tôi dẫn cậu đi xóa cái nốt ruồi ấy, nó lợi hại khủng khiếp không? Tôi đúng là kẻ ngốc thật nhỉ. Tôi nghĩ cậu là người dễ dàng bị lừa, nhưng mà hóa ra tôi là kẻ ngốc thật. Ôi, cái thằng mê gái này, kế hoạch sắp thành công đến nơi rồi, tại mày đấy. Này, tao mất thời gian cho mày, tao được có lợi lộc hay đồng hào nào không mà mày dậy dứt lên với tao, hả? Tao đang vượt mất một mỹ nhân đi kìa. Mày còn đứng đây à, hả? Tao đang muốn cắn người đây, mày không muốn không? Cút xéo đi cho tao. Im hết người. Ui, thằng mê gái rồi. Cảm ơn cậu Vi Nam. Nếu như mà không nhờ có cậu khuyên bảo tôi đi xóa cái nốt ruồi này thì làm sao mà tôi có được diện mạo thế này, và làm sao người đó có thể phản bội lại kế hoạch lấy lại thanh danh của tôi. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Xin lỗi cậu nhá. Thật ra cái câu mà cậu có mắt như mù ấy, tôi nói ra để khích tướng cậu thôi, chứ không có ý đả kích gì đâu. Nhưng mà cậu khích đúng người rồi còn gì. Cũng nhờ có thế mà tôi mới có động lực đi tẩy nốt ruồi. Lại còn trong tâm thế là cậu cứ chờ xem, Cao của tôi không phải là người như vậy. Tại vì tôi đã nói hết nước hết cái rồi, nhưng mà cậu vẫn cứ một mực bác bỏ đi. Cho nên là tôi phải dùng cách này để chứng minh cho cậu thấy nhận định của tôi về anh ta là không sai. Cảm ơn cậu. Em Lan Anh, gọi như vậy. Dù có gọi như thế nào nữa thì em vẫn là em, Lan Anh. Cũng giống như em đã từng thích anh thì ngày hôm nay cũng như thế. Không thể nào thay đổi trong một sớm một chiều như vậy được. Em cho anh cơ hội sửa sai nhá. Nếu như ngày hôm nay tôi vẫn là cô gái mang nốt ruồi ve chó thì liệu anh có đứng đây yêu cầu được sửa sai hay không? Hay là tôi vẫn chật vật bởi những lời đàm tiếu rồi bị anh xâm hại? Anh biết lỗi này của anh ấy không thể bắt em tha thứ ngay được, nhưng em có thể hành hạ anh ngay sau khi chúng ta làm lành với nhau mà. Em, cho anh cơ hội được sửa sai nhá. Anh bạn, vẻ đẹp con người nằm ở tâm hồn chứ không phải vẻ bề ngoài. Lan Anh mới chỉ xóa đi một nốt ruồi mà đã trở nên xinh đẹp trong mắt anh rồi. Khi tâm hồn đã xấu xí thì không thể nào đẹp trở lại được, cho nên đừng làm nó dị tật. Anh nghĩ là sau sự việc bẽ bàng như vậy thì tôi vẫn có thể tin vào tình yêu mà anh dành cho tôi hay sao, mà còn đứng ở đây níu kéo? Là anh có cách sống không đúng đắn cho nên anh mới không có được Lan Anh. Anh đừng đòi hỏi người khác phải cảm thông cho sai lầm của mình, mà anh hãy tự nhìn nhận trách nhiệm và sửa sai nó đi. Đấy là nói đấy.
Này, đàn ông con trai kiểu gì mà giận lâu thế? Tết đến mông rồi, không mau mở phi vụ mới đi ý, thì Tết cũng mà chết đói nhăn răng. Kệ, tao không làm, tao giác ngộ rồi. Hả? Mày nói cái gì cơ? Là tao rửa tay gác kiếm, mày đừng có đến đây rồi tiêm nhiễm vào đầu tao những cái thứ hư đốn như thế nữa. Này, mày đang kể chuyện cười cho tao nghe đấy à? Cái bản chất của mày đã là cáo già gian manh rồi ấy, thì mày phẫu thuật làm chó thì bản chất nó vẫn thế thôi. Mày định gột rửa thế nào? Một thằng khờ. Kể cả như thế, tao vẫn muốn thử. Tao muốn làm người lương thiện. Mày cho tao lương thiện được không? Mày bị làm sao đấy cao? Tao không nghĩ là việc tao đánh mất Lan Anh nó lại thay đổi nhân sinh quan, cuộc sống của tao nhiều như thế. Tao nói thật nhá, giờ mày có trở nên tốt đẹp hơn ý, thì không có được cái con nhỏ đấy đâu. Tỉnh táo lại đi. Không, việc tao thay đổi bản thân tao ấy, nó không phải là để tao níu kéo lại Lan Anh, mà tao muốn là tao thay đổi để bản thân tao không đánh mất cơ hội khi người tốt như Lan Anh đến nữa. Tao không muốn người mình yêu thất vọng. Tao nhất định sẽ tìm được một người để tao yêu giống như Lan Anh. Cậu nói thật chứ? Tôi vừa giúp cậu làm xong một chuyện lớn, giờ hãy nhận lời về làm ở công ty của tôi nhé. Đúng thật là công ty của cậu đang tuyển dụng vị trí pháp chế. Chuyện quan trọng như vậy, cậu nghĩ tôi có thể đùa được sao? Ngay từ lúc biết lãnh đạo chỉ đạo cho bên nhân sự tìm người, tôi đã đề cử cậu ngay đấy. Nhưng mà công ty của cậu có thể chấp nhận một người chưa có kinh nghiệm như tôi làm việc à? Là tôi lấy uy tín của nhân viên ruột ra đảm bảo với ông ấy đấy. Tuy nhiên, để không bị mang tiếng là ưu ái tôi, nên giám đốc vẫn cho buổi phỏng vấn diễn ra. Giờ thì tôi đã nắm chắc được vị trí làm việc của cậu rồi, cho nên tôi mới báo cho cậu biết. Thế nên giờ mà cậu từ chối là tôi chết chắc. Cậu nói thật đi, có phải là việc cậu khuyên tôi đi tẩy nốt ruồi là vì cái việc này, còn việc của Cao chỉ là việc phụ đúng không? Một công mà làm được đến 4 chuyện thì việc gì mà mình không làm? Một công 4 chuyện? Tôi suy nghĩ mãi thì mới ra được 2 chuyện. Việc thứ nhất là sáng mắt ra với việc của Cao, còn việc thứ hai thì dọn mặt tiền để tiếp nhận công việc này. Nhưng mà còn chuyện thứ ba là gì? Chuyện thứ ba là cậu không thấy từ lúc cậu không còn cái nốt ruồi đó, bản thân cậu tự tin hơn rất nhiều hay sao? Cũng công nhận, từ ngày không còn nốt ruồi nữa thì tôi tự tin hơn hẳn. Nhưng mà thế còn chuyện thứ tư là gì? Thật ra đây là chuyện được trước tiên. Anh không muốn nghe em từ chối vì sự thiếu tự tin khi đứng trước anh, nên anh mới nghĩ ra việc đưa em đi làm tiểu phẫu nốt ruồi đấy. Từ chối á? Nhưng mà từ chối gì? Lan Anh, anh yêu em. Từ thời học đại học, anh đã cảm mến tính cách bộc trực của em. Nhưng anh nghĩ đó không phải là tình yêu. Rồi tình cờ khi gặp lại em, lúc ấy anh như được sao Hồng Loan chiếu vào, anh mới xác định được rõ ràng tình cảm của mình. Mình đã yêu em mất rồi. Tình cảm này nó đã được nhen nhóm từ thời học đại học. Anh không nhầm lẫn đi chứ? Có ai đi làm mọi thứ để tìm lấy sự nhầm lẫn không hả cô luật sư? Thế nào, em vẫn không tin tình cảm của anh là thật à? Không, em tin.